Gió cuộn mây đưa về làm không gian chợt tối, khu phố xưa điều tàn vì tay quân giặc thù. Nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ, xót xa phố phường, ôi răng bao căm hờn. Loa Anh thì bao giờ cũng thế, bao giờ cũng đem đến cái sự đằm thắm trong cái chất âm. Nếu như cái dòng loa Mỹ thì bát chép lung linh huyền ảo, đánh theo kiểu cơ bắp, thì những dòng loa đến từ châu Âu, đặc biệt là loa Anh thì lại luôn luôn cho tiếng mềm ngọt. Đấy, tiếng rất là mềm ngọt. Và người Việt chúng ta, xin thưa các bạn là luôn luôn thích những dòng loa Mỹ, loa Âu. Đấy, trong nghe nhạc cũng như trong hát karaoke. Thế các bạn thấy hiện nay có rất nhiều những dòng loa đến từ các quốc gia khác, thuộc Tây Ban Nha, rồi rất nhiều những cái dòng loa đến từ các quốc gia kể cả trong Đông Nam Á, hay những dòng đến từ các nước mà các bạn biết là có cái truyền thống bề dày, ví dụ như Pháp vân vân. Thế các bạn thấy là nó thường thường rất là đắt đỏ. Nhưng ở đây thì ta tập trung nói về những cặp DK trước mắt các bạn đây. Đây là những cặp loa DK, những dòng loa nằm. Đấy, bát 25. Đấy. Nhưng những dòng loa này là những cặp loa chính quốc, sản xuất made in England, tức là sản xuất tại Anh Quốc. Và mức giá giật mình chỉ 5 triệu 400 ngàn đồng, mức giá siêu cạnh tranh. Thì có nhiều bạn hỏi tôi là, bác ơi hiện nay thì ai người ta còn bán loa nằm nữa, người ta loa ngửa, nói vui đấy, tức là loa đứng đấy. Đấy, thì tôi thưa các bạn như này, loa nằm có cái thế mạnh riêng mà loa full không bao giờ có được. Và loa full có cái thế mạnh mà loa nằm không bao giờ có được. Loa full là nó định vị vị trí âm thanh, nó hướng vào một vị trí rất là chính xác. Đấy. Nhưng cái trường âm của nó bị bó hẹp. Trường âm bị bó hẹp do cái cách thiết kế. Đấy. Các bạn thấy đó là lý do tại sao những cái chép của nó luôn luôn ngửa ra, luôn luôn loe ra. Đấy. Thế là để cái sóng âm nó lan tỏa. Và luôn luôn thiết kế cố ưỡn, cố phình ở phía trước ra. Đấy. Tất nhiên nó có nhiều cái phương pháp nữa, tôi đã nói các bạn rất nhiều rồi. Rồi. Thế nhưng mà những dòng loa nằm này này, do cái lợi thế của nó có thể mở rộng, các bạn nhớ nhé, nó có thể mở rộng. Cho nên là các bạn thấy đây là lý do tại sao những cái cạnh của nó luôn vát như thế này, luôn vát như thế này. Đấy. Những thằng JBL, đấy, những thằng JBL nằm này, những thằng BMB 900C 2000 1000 450 850 thì các bạn thấy luôn luôn chung cái form đó. Đấy. Chính nhờ cái form này thì các bạn thấy là cái trường âm của nó lan tỏa rất rộng. Và hiện nay thì các bạn thấy hát karaoke thì không ai muốn hướng cái vị trí, cái lời hát vào một vị trí cả, mà ai cũng muốn là cái âm thanh của nó phải len lỏi vào mọi ngóc ngách trong căn phòng của gia đình. Đấy, đó là lý do mà các bạn thấy những dòng loa nằm luôn luôn vẫn có thế mạnh mà những dòng loa full vẫn cứ phải ghen tị. Đấy. Đây là những cặp loa DK made in England. Bây giờ các bạn cùng khám phá. Thì trước hết thì các bạn nhìn vào đây này. Đấy, loa bass của nó các bạn thấy sử dụng từ trắng. Và đương nhiên rồi, xương đúc liền khối. Lợi thế rất là lớn là xương của nó đúc liền khối. Cho nên là sử dụng lâu năm, đánh kiểu gì thì kiểu sẽ không bao giờ có cái chuyện nó bị xê dịch xương. Và xương là cái bộ nâng đỡ toàn bộ. Cho nên nếu như chỉ cần có sự sai lệch dẫn đến vỗ nhện, dẫn đến là lệch hướng chuyển động của màng, rất nhiều cái yếu tố nói về kỹ thuật thì tôi không muốn nói sâu vì nó động chạm đến cái nghề của rất nhiều anh em. Thì những cái này thì các bạn thấy rồi. Đấy, tất cả đều sản xuất tại Anh Quốc nhé. Đây này, các bạn cứ nhìn vào đây đi. Made in England. Đấy, made in England. Đấy, made in England, sản xuất tại Anh Quốc. Đấy, chép của nó cũng là chép. Đấy, đúc liền khối. Đấy. Thế thì các bạn nhìn vào phân tần đi. Phân tần của nó thì quá gấu rồi. Và phân tần của cặp loa này nó đầy đủ dấu đỏ kiểm định xuất xưởng. Đấy. Và cái tụ của nó, các bạn nhìn thấy tụ này, chở này. Đấy, cuộn cảm này, to kinh khủng. Nó đều ghi rõ ngày tháng sản xuất. Trên những dòng xịn tiêu chuẩn toàn cầu của nó thì rõ ràng rồi. Bông tiêu âm các bạn thấy đây này. Đấy. Tức là các bạn nhìn vào cái thùng loa này, các bạn để ý vào cho tôi, cái bông tiêu âm là một cách bố trí, đã nói lên cái sự trau chuốt rồi. Thứ hai là phân tần. Và thứ ba là đấy, chất lượng của các lối nhỏ xưa đâu còn, và dung nhan thùa ấy tôi biết đâu mà tìm, màu trắng xưa dịu hiền còn lại mây đen răng mở khắp lối, nhuốm màu oán hờn in sâu lòng phố phường. Ôi còn
trông ai bên khung cửa, ai đưa ai dịu bước nhỏ, những lúc mình trên đường về hẹn nhau đi phố chơi. Thứ bảy mưa rơi nhiều, chiều bơ vơ một bóng trên phố xưa tiêu điều, lạnh sao ôi giận người. Lặn lội tôi đi, đi tìm quá khứ, dấu in gót hai theo mây về cuối.